Một bữa cơm đạt tiêu chuẩn hiện nay không những phải có hương vị thơm ngon mà cách trang trí cũng như dụng cụ ăn uống phải được trau chuốt đến từng chi tiết. Bộ bát đĩa Long Phương ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong bữa cơm gia đình Việt Nam. Ngoài công dụng trong bữa ăn thì sản phẩm còn lôi cuốn người nhìn vì sự tinh tế và bắt mắt của nó. Hôm nay Long Phương xin giới thiệu tới mọi người bộ bát đĩa Như Ý. Sản phẩm được thiết kế theo phong cách hiện đại phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi gia đình. Để tạo ra được sản phẩm sứ Long Phương phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau, từ việc chọn lọc nguyên liệu đến tạo hình và nung sản phẩm. Nguyên liệu chính để sản xuất bát đĩa Long Phương chính là đất sét, cao lanh đã được tinh luyện và loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sau đó được nung khử kỹ trong lò với nhiệt độ 1380 độ C nên sẽ loại bỏ hoàn toàn được yếu tố kim loại, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng. Như các bạn có thể thấy, sản phẩm rất dày dặn và cứng cáp, đặc biệt là tiếng kêu rất đanh chắc. Chắc hẳn có rất nhiều quý vị ở đây, bát đĩa sau một thời gian sử dụng đã có những vết xước và vết ố rất khó chùi rửa phải không ạ? Thậm chí còn không thể làm sạch, gây mất thẩm mỹ và mất vệ sinh. Đó chính là do quý vị đã và đang sử dụng gốm sứ kém chất lượng đấy ạ. Sản phẩm được làm từ những loại đất chưa được tinh luyện, các loại men kém chất lượng và được nung ở nhiệt độ thấp nên không loại bỏ được hết các tạp chất cũng như kim loại nặng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Việc tìm mua một bộ bát đĩa chất lượng sẽ vô cùng đơn giản nếu quý vị tìm được một đơn vị cung cấp uy tín. Long Phương tự hào là một thương hiệu uy tín sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sứ, với sứ mệnh mang các sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng Việt Nam. Các sản phẩm của Long Phương chất lượng, dịch vụ hàng đầu, giá cả cạnh tranh, Long Phương không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm, sử dụng công nghệ mới trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Quý khách hàng có thể kiểm tra trước khi thanh toán. Hàng có thể đổi trả nếu khách hàng không vừa ý. Vậy quý khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm sứ nói chung hoặc bộ bát đĩa nói riêng có thể liên hệ hotline 0989 595 866 hoặc khách hàng có thể đặt hàng trên website.